Alo, vâng, mời các bạn đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ hai trong set đấu thứ ba. Hai set đầu thì Gen TV Handsome đã hơi đen và đều bị thua với tỷ số 3-2. Đến set đấu thứ ba này thì các anh đang bị dẫn trước 1-0. Vâng, cả hai set trước thì đều bị dẫn 2-0, các anh gỡ hòa hai đều rồi lại sấp với tỷ số 3-2. Liệu set đấu này lịch sử có lặp lại? Một trận thi đấu mà bên phía Genty VN có đến 3 Palmiran và một Grick. Không biết đội bạn có những quân gì nhưng theo tôi thì trận thi đấu này Grick có thể đánh y thủ. Vâng, Grick đánh y thủ còn Palmiran đi thi đấu thôi. Vâng, Palmiran nào đó đẹp thì cũng có thể chắc nhà. Vâng, đây là màn hình của GV. Vâng, vừa có một thế KV dựa tường. Vâng, một pan Miran nào đó đánh chắc nhà, hai pan khác đi thi đấu. Vâng, pan nào đó chắc nhà thì có thể bơm đồ để cho Grick lên E4 sớm. Trong trận thi đấu như thế này, quân như thế này thì tôi lo lắng rằng sẽ có một nhà dân Nga đến từ bên phía các game thủ AOE Việt. Vâng, dân Nga để cắt dân của pan Miran cũng như chống việc nhảy bốn thẳng. Shaiter cầm Palmiran, nhà có 3 voi về nhà chính, một bầy hươu đầu 4 con nhưng anh chưa có tay để lùa về. Vâng, đã đóng chiếc ghét đầu khá sớm. Vâng, nhờ dường như có một tơn nhầm đạo đến từ Shaiter. Death thì sao? Vâng, Death thì bầy hươu ăn ở chiếc ghét đầu. Thôi thì cũng được. Vừa thế nhà dựa tường, có quả phụ. Vâng, Shaiter cần phải dò ra ngoài để... Vâng, Palmiran của vơ trận thi đấu này. Xi măng đánh cực tốt luôn. Chả thằng nào bên mình đánh bằng xi măng này. Núi 26 dân. Đánh chém thủ hay đánh y thủ đây? Exciter đang tỉ mỉ lùa về, có quả phụ 3 voi. Nói chung là sẽ là rất khỏe, nếu không chết một dân thì sẽ là cực bá. Vâng, tạm dừng hội ý đến từ các game thủ Gen TV Handsome. Vâng, Jerry đánh đến 27 dân. Vâng, Jerry cầm Minoan đánh đến 27 dân. Vâng, ba pan mỗi người chết một dân và vơ lên đời cực sớm. Vâng, Jerry màu 7 đến 27 dân. Vâng, nếu như một Minoan lên được cung A thì màu 5 cầm Minoan, màu 7 cầm Minoan. Nếu như một Minoan lên được cung A thì coi như thế trận là rõ ràng là Handsome không còn cửa. Khi ba Palmiran thì không có gì để công phá được vào ấy cả. Minoan sang Minoan.
Vâng, trong những trận mà đối phương có vâng trong trận mà toàn chém thì Pamiran có một cái chiến thuật đánh cực hay, đánh khoảng 21-22 dân. Đánh hẳn 21-22 dân với và lên đời xong vâng đánh trâu chém. Vâng, khi mà Pamiran có thể ra ruộng đánh được trâu chém là một áp lực kinh khủng lên các nhà cung. Và các nhà cung thậm chí không ra được khỏi nhà. Vâng, tôi nói đây là cung R thôi. Còn nếu cung A thì còn phải từ từ. Vơ một trận thi đấu lên đời sớm. Bắt đầu đẩy giò đi. Exciter gặp mồ năm khủng long cầm minoan đẹp. Đẹp cần đóng A sớm. Vâng, núi thì sao? Vâng, chưa có gì cả. Quay trở lại với màn hình của GV. Ông Vơ đang chơi vào nhà của Minoan do khủng long cầm. Ông Vơ ăn hoàng ăn được hết bãi quả này thì Pamidan của GV sẽ là cực kỳ khỏe. Vơ bò e vẫn hở. Bằng năm dân ăn quả. Vâng, Minh Hoan ở trên 12 giờ và đánh cung. Vâng, Đét có làm một cái A không? Khó rồi. Khi mà khủng long sẽ thủ phù và bơm đồ cho Minh Oan mùng 7. Vâng, các anh vẫn lại như những trận đấu trước, cứ lòng vòng, ham giữ nhà, tham to, lực khỏe nhưng cuối cùng cũng chẳng để làm được điều gì khi các anh không biết cách dứt điểm trận đấu. Vâng, cả Seng và cả Minh Oan đánh cung. Vâng, một trận thi đấu nữa, Game TV Handsome sẽ nằm. Vâng, sức công phá từ Pamidan đến từ những thời điểm đầu, như thời điểm đầu các anh lại không công phá được cái gì cả. Rồi quay trở lại với màn hình của GV, dường như trận thi đấu này anh đang tìm cách chơi vào nhà của Đét tham còn có 16 thôi. Núi tham 38. Núi cần phải tay to bật bốn sớm trong trận thi đấu này thì mới đánh được. Chứ nếu không cung A sẽ đẩy ngay cung A đề ba ra. Còn những con cung A thậm chí có thể không có tầm xa hai. Không cần 7 cộng 4 nhưng sẽ có giáp 4. Còn vơ. Vâng, vơ thì đánh bay được nhà Minh Oan đầu cánh nhưng cũng chẳng để giải quyết cái gì cả. Khi Minh Oan mộc 7 đã lên xong cung A hai áo, bây giờ đã là phút thứ 19 trong game rồi. Núi tham 43. Vâng, núi nâng cấp chặt gỗ lên. Nâng cấp đào vàng lên. Ờ,
Hoàng Núi cần phải chủ động lên 4 sớm hơn. Minwan còn lâu mới đi quân ra khỏi nhà. Kiver gây áp lực kinh khủng lên cánh kia. Vâng, màu 1 và màu 2 cần chéo cánh một tơn vào nhà màu 6. Vâng, khi không thể vào nhà màu 7 nữa thì các anh cần phải chéo cánh một tơn vào nhà màu 6. Vừa đâu, các anh có làm như vậy không? Vâng, vẫn mất thời gian với cái nhà này. Chả để ra làm gì cả. Vơ mid e. Vâng, canh. Vâng, cần phải chéo cánh một tơn vào nhà của Seng, làm mất lực của Seng và lấy tham. Vâng, tôi nói rồi, núi sẽ bị ốp. Vâng, đúng rồi, núi sẽ gây áp lực để không thể lên 4. Khó rồi, tỷ số sẽ là 2-0 trong trận đấu thứ ba này. Và liệu Game TV Handsome sẽ sớm dừng chân với tỷ số 3-0 hay các anh sẽ làm thế nào? Không còn cửa bật nữa. Vâng, Minoan, khi Minoan màu 7 đẩy quân ra thì trận đấu sẽ được kết thúc. Vâng, cuối cùng thì Vơ cũng đã chịu treo cánh. Vâng, Vơ cùng Death đang chơi vào đây. Death tham bao nhiêu? Death tham 25. Thôi, quay trở lại với Vơ. Vâng, đây tiếc cũng chỉ là một con chém 2 thôi, chưa phải là chém 4. Hơi đáng tiếc dành cho GV. Vâng, dường như Exciter đang chui vào. Vâng, màu 6 là Linh Tè, anh thủ nhà khá tốt. Dường như Vơ đã lọt được vào. Vơ đã lọt được vào rồi, lấy được tham của Sen. Vâng, gây áp lực lên như thế này thì đét núi sẽ khỏe lên. Núi đâu? Núi tham 45 rồi, nâng cấp chặt gỗ và đào vàng các kiểu lên thôi, không cần phải đi quân quá nhiều vào việc của anh cần phải nhảy 4. Nếu Jerry đẩy quân ra sẽ đẩy thẳng vào góc 5 giờ này của núi. Quay trở lại màn hình của GV. Vâng, bây giờ thì Minoan màu 5 không thể có cửa đẩy công chém được vào nhà của Vơ, chỉ sợ bài Minoan dâng A thôi. Minoan màu 5 dâng A vào nhà của Rich. Vâng, màu 7, Minoan đã thủ nhà cho màu 6. Nói chung thì các anh cố đánh thôi. Còn cửa còn bây giờ là quá hẹp. Núi phải nhảy được 4 và đánh được những con... Vâng, núi nhảy 4 công ca vào nhà của Jerry. Sau đó thì mới tính tiếp được. Dead đâu? Dead đây, đang tìm cách chơi vào nhà màu 8. Màu 8 là nhà gì? Vâng, màu 8 dường như là cầm Phonesia. Vâng, 8 cũng là Minoan, một trận 3 Minoan một bên. Một bên là 3 Minoan, một Seng, một bên là 3 Pan và 1 Grig. Lợi quân rõ ràng là dành cho bên phía bên TV Handsome, nhưng dường như các anh không tận dụng được lợi thế trong trận thi đấu này. Exciter tham 45, như vậy cũng là tươi rồi. Vâng, cần phải đánh chết các nhà nhỏ khác bên nhà, các nhà bé bên phía game TV Handsome. Cần phải đánh chết các nhà bé bên phía AOE Việt, sau đó cô lập Minoan và đẩy các nhà bên phía Handsome thì lại cùng nhau rủ nhau lên 4. Vâng, lại một trận thi đấu đánh đời 4 nữa. Vâng, như vậy là màu 8 đã chết. Màu 8 là xi măng. Vâng, vậy khá tốt là cho xi măng. Núi thì sao? Núi tham 52. Vâng, núi cần phải sóc dân và lên 4 rồi. Vẫn chưa lên được 4. Cửa vẫn còn là quá hẹp. Vâng, vừa bắt đầu bị Minoan đẩy ra, tôi nói mà.
Minwan sẽ đẩy thẳng vào nhà vơ. Vâng, các Minwan có bơm đồ, các Panmiran có bơm đồ để cho Grick lên 4 không? Bắt đầu bơm đồ. Núi gần đủ đồ rồi. Exciter. X bơm đồ, vâng, màu 2 bơm đồ cho màu 3. Giật toàn bộ quân và dân về phía nhà màu 3 và cùng nhau đứng thủ ôm nhau ở góc đó. Vâng, tham lai như này không còn cửa rồi. Tỷ số chính thức là 1-2-0 trong xê đấu thứ hai, thi đấu thứ ba dành cho AOE Việt. Chạy cung R qua nhà màu 3 đi xem nó có dâng A dâng X gì không.